Cục Cảnh sát Giao thông của Bộ Công an thông tin từ ngày 20 tháng 6 đến nay, thực hiện kế hoạch số 299 của Cục Cảnh sát Giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý gần 4.000 xe tải cơi nới thành thùng, yêu cầu tất cả trường hợp phương tiện vi phạm phải hạ tải đúng giấy đăng kiểm. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản phạt tiền hơn 16 tỷ đồng các trường hợp xe tải cơi nới thành thùng, tạm giữ 132 phương tiện, tước giấy phép lái xe 1.025 trường hợp. Hà Nội nằm trong các địa phương xử lý mạnh tay khi xử lý 291 trường hợp.